giấc mơ là em, là em. Bao nhiêu đêm anh lang thang đi tìm trong mắt. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Dương Trần Nghĩa. Công việc hiện tại của tôi đang là một ca sĩ. Nghĩa thì có một cái niềm đam mê ca hát từ bé, từ những cái ngày mà còn ngồi trên ghế nhà trường. Và có lẽ là Nghĩa sẽ nói ngắn gọn thôi. The Boy là một bước ngoặt mà giúp cho Nghĩa có thể đến gần được với khán giả hơn. Và để trở thành một ca sĩ thì con đường của Nghĩa thì nó rất là tình cờ và may mắn. Giọng hát Việt là một cái sự thay đổi rất là lớn cả về cuộc sống. Bản thân mình là một người làm nghệ thuật tay ngang, không qua một cái trường lớp nào cả. Cho nên là mà khi được khán giả công nhận thì thật sự là đây là một cái niềm vui, một cái ước mơ mà Nghĩa đạt được từ bé. Cảm thấy rất là xúc động. Ngày xa anh trôi nhanh hơn khi xưa ta nghĩ, lúc ấy chỉ muốn mau lớn lên để không ai gọi trẻ con. Rồi khi bao bon chen yêu tư cuộc sống, ta mơ trở về ít phút thôi, tiếc những tháng năm êm đềm. Lại nhớ đến những lúc mới biết trước sau, mấy đứa quay xóm chơi rất thân, mà mỗi đứa nay một nơi. Chẳng biết nghĩ đến những khi ta cười đùa, có thấy rất vui hay chạnh lòng, vì chỉ còn gì vắng. Khi xưa ba bé hơn đàn, nghe khi ta rung lên không bao giờ sao lãng. Dây buông dây bám ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Hiện tại thì Nghĩa luôn luôn hướng đến một cái phong cách thời trang, từ đời sống hàng ngày cho đến lên sân khấu, làm sao để cho mình được thật sự là thoải mái nhất. Và khi mà lên sân khấu thì mình cũng chỉ chú trọng vào những cái bộ xui thôi, những cái điểm nhấn một chút. Trong cuộc sống hàng ngày thì Nghĩa đề cao cái sự năng động, sự trẻ trung. Lên 8 lên 10, chơi guitar không hay nên ba tập chơi trong. Đôi chân lo lắng run run. Những bộ xui mà Nghĩa hay sử dụng để lên sân khấu là những cái bộ mà có những cái sắc màu nam tính gần gũi, thường là tông màu trầm, các màu như màu ghi hay màu đen, màu nâu. Đó là những cái bộ, những cái màu mà Nghĩa yêu thích nhất. Thì khi mà mặc lên sân khấu thì nó vẫn cho khán giả thấy được cái sự đơn giản trong con người của Nghĩa, cũng như là cái sự gọi là nam tính của mình. Bản thân Nghĩa cũng đã là một người rất đơn giản rồi, cho nên là mọi thứ nó đến với mình cảm thấy mình hợp thì mình sẽ mặc, chứ mình cũng không bị gò bó hay gượng ép là mình phải theo đuổi cái phong cách thời trang này, phong cách thời trang kia. Cho nên là mình từ trước đến nay mình đơn giản ra sao thì đến bây giờ vẫn như vậy. Từng bóng tuyết trăng rơi bên thềm, chỉ mà trong cơn mơ muốn êm đềm. Bao đêm trôi qua đi mau, từng ngày anh mong nhớ em. Đôi tay ai xuống. Bạn không nhất thiết phải theo đuổi một phong cách nào cả. Dù cho bạn có mặc gì, bạn có như thế nào thì bạn vẫn luôn được là chính mình. Thì đấy mới là cái sự thoải mái nhất. Đối với cá nhân của Dương Trần Nghĩa thì Nghĩa không chú trọng vào những cái thương hiệu hay là những cái sản phẩm nào nó quá đắt tiền. Bạn mặc một cái sản phẩm mà bạn cảm thấy là ưng ý, hợp với vóc dáng, với cái màu da của mình, có lẽ đó mới là cái điều tuyệt vời nhất. Tuy nhiên khi mà kết hợp những cái bộ trang phục thì chúng ta vẫn luôn có những cái sự tinh tế nhất định, ví dụ như là màu sắc hay cái sự đối lập với nhau, sự hài hòa của các cái đường kẻ hay là caro, thì đó là những cái điều mà bạn nên cần học hỏi để có một cái phong cách thời trang nó tự tin ở trong mắt cái người đối diện. Sau được một cái thời gian mà hoạt động nghệ thuật thì Nghĩa cảm thấy là cái ăn mặc chỉnh chu mà ăn mặc đẹp cũng là một cách để mình thể hiện cái sự tôn trọng với người đối diện, với người mà mình muốn tiếp xúc. Thời trang thì luôn giúp cho bạn tự tin hơn, luôn giúp cho bạn có nhiều những cái cơ hội khác hơn. Ngày em đi rất xa về nơi ấy, bỏ mình tôi ngồi đây phố xưa, giờ tăm tối khóc cho cuộc tình.
ơi lòng đắng cay trong quạnh vắng sông. Lời khuyên thì có lẽ là cho dù bạn mặc gì thì vẫn hãy luôn là chính mình, mặc những cái set đồ mà mình cảm thấy thoải mái nhất, mình quen nhất. Mình cũng nên thay đổi một chút nhưng không phải là quá nhiều. Chúng ta hãy từ từ quan sát xung quanh để cảm nhận những cái sự tinh tế từ những cái set đồ mang lại, chứ cũng không nên thay đổi một cách quá lớn, cách quá rõ rệt. Đó là cái điều tôi vẫn khuyên tất cả các bạn, hãy luôn là chính mình. Đau nhói khi em xa, giọt nước mắt anh tuôn rơi, tình tan vỡ, ta xa nhau từ đây.